Chúng mày ơi, dạo gần đây xuất hiện một con quái vật xà tinh chuyên bắt cóc trẻ con. Thật vậy sao? Đã tìm ra được hang ổ của nó chưa? Hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Con xà tinh đó rất danh ma, không hề để lại bất cứ dấu vết nào. Đúng vậy, hơn nữa nghe nói nó còn rất mạnh nữa. Chỉ là một con xà tinh thôi mà, một mình tao cũng có thể tiêu diệt được nó. Anh Hiếu cứ chủ quan, cẩn thận, nằm mồi cho nó đấy. Có mà mày nằm mồi cho nó ấy, con xà tinh ấy làm sao mà ăn thịt tao được. Thôi được rồi, hai anh em suốt ngày cãi nhau. Việc quan trọng bây giờ của chúng ta đó là phải dụ nó xuất hiện. Em tính thế này, chúng ta sẽ chia làm hai đội. Em với anh Hiếu một đội, Thảo, Nhung và anh Tuấn một đội. Chúng ta sẽ chia nhau ra, nếu phát hiện ra con xà tinh đó thì mau chóng báo cho đội còn lại, cùng nhau hợp lực tiêu diệt nó. Đi nửa ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy động tĩnh của con xà tinh đó. Em nghĩ con xà tinh đó chắc chắn đang ẩn nấp ở gần đâu đây thôi. Chúng ta hãy thử tới đằng kia xem sao. He he he, hai đứa nhóc con, mau đứng lại. Anh Hiếu ơi, đó chính là con xà tinh đó. Tốt lắm, tao tìm mày nãy giờ. Cẩn thận đấy anh Hiếu, con xà tinh này không phải là một con xà tinh tầm thường đâu. Để em cầm chân nó, anh hãy mau tìm Nhung Thảo và anh Tuấn tới giúp đi. Mày nó xa quá rồi, tao thấy con xà tinh này cũng bình thường thôi. Để tao thu phục nó cho mày xem. Siêu nhân Spider-Man biến hình, siêu nhân người nhện đen. Hóa ra chúng mày cũng biết phép thuật sao? Đúng vậy, sợ rồi phải không? Con xà tinh kia, hãy mau chịu chết đi. Hay à! Cái gì? Không thể nào, mình đã dùng toàn bộ sức mạnh mà nó không hề sinh nhê gì cả. Cơ thể của nó cứng như sắt thép vậy. He he he, bây giờ ngươi mới nhận ra sao, tên nhện nhãi con kia. Không xong rồi, siêu nhân Spider-Man biến hình, siêu nhân người nhện đó. Anh Hiếu, hãy cẩn thận. Hãy chết đi, lũ nhóc con, hay ya. Anh Hiếu, anh bị làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn tao bị con giả tinh tấn công. Thơ Nguyễn đâu rồi? Thơ Nguyễn đã bị con giả tinh đó bắt đi rồi. Nhưng chúng mày đừng lo, Thơ Nguyễn chỉ giả vờ bị bắt, mục đích là để tìm ra hang ổ của nó thôi. Chúng ta chỉ cần lần theo dấu vết mà Thơ Nguyễn để lại là có thể tìm thấy hang ổ của con giả tinh đó. Mọi người ơi, tìm thấy Thơ Nguyễn rồi. Thơ Nguyễn, mày có sao không? Em không sao. Mau cởi trói cho Thơ Nguyễn đi. Khoan đã mọi người, con xà tinh đó rất là danh ma. Nếu nó biết trong hang ổ của nó đã bị chúng ta tìm thấy, nó sẽ trốn đi ngay. Mọi người hãy trốn đi, em sẽ ở đây chờ nó về. Được, nhưng mà mày phải cẩn thận đấy nhá. He he he, ta rất thích những con mồi có phép thuật như ngươi. Bởi vì nếu ăn thịt ngươi thì phép thuật của ta sẽ tăng lên gấp bội. Con xà tinh kia, đằng nào thì ta cũng sẽ chết dưới tay ngươi. Nhưng trước khi chết, ngươi có thể cho ta biết tại sao mọi đòn tấn công của bọn ta đều không có tác dụng gì với ngươi được không? He he he, dù sao ngươi cũng sẽ chết, nên ta sẽ cho ngươi biết. Loài xà tinh bọn ta được bao bọc bên ngoài một lớp vỏ cứng như thép. Mọi đòn tấn công thông thường đều không thể vượt qua được lớp vỏ này. Nói vậy, nếu lực tấn công đủ lớn thì có thể phá hủy lớp vỏ đó đúng không? Đúng là như vậy đấy, nhưng mà trên đời này không ai có đủ sức mạnh để phá hủy lớp vỏ bất khả xâm phạm của ta đâu. Xà tinh, ngươi nói đúng, nếu một người thì sẽ không thể làm gì được ngươi, nhưng nếu bọn tao hợp lực thì sao? Cái gì? Tại sao các ngươi có thể tìm được căn cứ của ta? Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau hợp lực tấn công. Hay à! Hoan hô, chúng ta thắng rồi. Vậy là chúng ta đã tiêu diệt được quái vật xà tinh. Chúng ta đi thôi. Khoan đã mọi người ơi. Có chuyện gì vậy? Mọi người nhìn này, đây chỉ là lớp vỏ của con xà tinh thôi.
Chỉ là lớp vỏ của con xà tinh thôi sao? Thế có nghĩa là nó đã kịp thoát xác đúng không? Đúng là như vậy, tớ vừa cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ lớn vẫn còn tồn tại ở đây. Mau ra đây đi con xà tinh kia, ta biết ngươi vẫn còn sống. He he he, giỏi lắm, lũ nhện con, các ngươi đúng là lợi hại hơn ta tưởng đấy. Cái gì, con xà tinh đã biến thành khổng lồ sao? He he he, các ngươi nghĩ rằng lớp vỏ đó là sức mạnh thật sự của ta sao? Sự thật, lớp vỏ đó chính là một phong ấn. Năm đó, tên Spider-Man đã phong ấn sức mạnh của ta, khiến cho ta bị nhốt trong lớp vỏ đó, và chỉ có sức mạnh Spider-Man mới giải trừ được phong ấn đó mà thôi. Chính vì vậy mà ta đã cố tình dụ các ngươi tới đây để giải phong ấn. Bây giờ toàn bộ sức mạnh của ta đã trở lại rồi, các ngươi dù có hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Hãy chết đi, lũ nhóc con. Hay à. Hắn không thể nói dối chúng ta, quả thật là sức mạnh của hắn đã tăng lên gấp bội, dù chúng ta có hợp lực thì cũng vô ích thôi. Mọi người ơi, đừng vội từ bỏ, mọi người có còn nhớ sư phụ đã từng nói gì với chúng ta không? Sư phụ nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm nhất trí thì có thể triệu hồi được robot Spider-Man siêu cấp. Nhưng không phải, robot Spider-Man siêu cấp đó chỉ là truyền thuyết thôi sao? Em tin robot Spider-Man siêu cấp thật sự tồn tại đấy. Được, vậy chúng ta hãy thử một phen. Siêu nhân người nhện đen, siêu nhân người nhện hồng, siêu nhân người nhện trắng, siêu nhân người nhện xanh. Nhân danh công lý, triệu hồi robot siêu nhân người nhện siêu cấp. Hả? Cái gì thế này? Sức mạnh này là sao? Không ổn rồi, nhân lúc bọn chúng chưa kiểm soát được sức mạnh mới này, phải tiêu diệt bọn chúng ngay. Hay ya! Cái gì? Không thể nào, không hề suy nghĩ gì sao? Tại sao các ngươi lại có thể mạnh như vậy được? Quái vật xà tinh, hãy đền tội cho những tội ác mà ngươi đã gây ra. Hay ya! Cuối cùng, quái vật xà tinh đã bị tiêu diệt. Biệt đội siêu nhân người nhện nhí sẽ tiếp tục tiêu diệt quái vật, bảo vệ thế giới. Video của chúng ta đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Anh ơi, ở đây âm u đáng sợ quá. Có gì mà sợ, có anh đây rồi, không vì phải sợ cả. He he he, hôm nay lại bắt được thêm hai con mồi. Trời ơi, là quái vật. Có ai không, cứu chúng tôi với. Dạo gần đây, trong khu rừng này có rất nhiều vụ mất tích bí ẩn. Cậu nghi ngờ có quái vật trong khu rừng này sao? Đúng vậy, hôm nay chúng ta cải trang thành học sinh. Nếu có quái vật, nhất định nó sẽ xuất hiện thôi. Ở đây tớ chỉ thấy toàn cây cối tùm thôi, đến bóng dáng một con vật cũng không thấy nữa. Như vậy mới càng đáng nghi, chắc chắn ở đây có yêu khí dọa cho bọn động vật sợ hãi mà bỏ chạy hết cả rồi. Mệt quá, chúng ta ra chỗ cây đằng kia nghỉ một lát đi. He he he, hôm nay vớ bẫm rồi, bắt được hẳn 5 đứa nhóc con. Cái gì, con quái vật này chui ra từ cái cây sao? Thì ra là vậy, ngươi chính là kẻ đã bắt cóc những người trong khu rừng này có đúng không? He he he, các ngươi đã biết vậy mà còn dám dẫn xác tới đây lột mạng cho ta sao? Hãy chết đi bọn nhóc con. Hay à. Cái gì? Tại sao các ngươi lại đỡ được đòn tấn công của ta? Rốt cuộc các ngươi là ai? Giới thiệu cho ngươi biết, bọn ta là biệt đội siêu nhân người nhện, tiêu diệt quái vật, giải cứu thế giới. Các bạn ơi, hãy tiến lên. Siêu nhân Spider-Man biến hình, siêu nhân người nhện đỏ. Siêu nhân Spider-Man biến hình,
siêu nhân người nhện xanh, siêu nhân Spider-Man biến hình, siêu nhân người nhện trắng, siêu nhân Spider-Man biến hình, siêu nhân người nhện hồng, siêu nhân Spider-Man biến hình, siêu nhân người nhện đen. Hãy chết đi con quái vật người cây kia, hay ya! Vậy là xong, con quái vật người cây đã bị chúng ta tiêu diệt. Chúng ta đi thôi. Nụ nhóc con người nhện náo tuét, các ngươi tưởng có thể dễ dàng đánh bại ta như vậy sao? Các ngươi đã lọt vào khu rừng địa bàn của ta, ta sẽ khiến các ngươi có vào mà không có ra. He 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 he. Tại sao lại vậy? Chúng ta đã đi một hồi lại trở về chỗ cũ sao? Không phải là chúng ta lạc đường rồi đấy chứ? Anh Hiếu ơi, anh bảo là anh biết đường mà, sao lại... Ủa, anh Hiếu vừa nãy ở đây, giờ biến đâu mất rồi? Nhung, Thơ, Thảo, Tuấn ơi, chúng mày đâu rồi? Vừa mới đây xong, chớp mắt cái, chúng nó lạc mất tiêu rồi. Ai đó, ra đây mau. He he he, là ta đây, ta đã bắt được con mồi đầu tiên đi lạc rồi nhé. Cái gì, quái vật người cây, tại sao ngươi còn sống được? He he he, cả khu rừng này đều là địa bàn của ta. Chỉ cần còn cây xanh thì ta có thể hồi sinh vô số lần. Nói cách khác, ta là bất tử. Nói náo, ngươi đừng hòng hù dọa ta. Hãy chết đi con vật người cây kia. Hay ya. He he he, vô ích thôi. Ta đã nói rồi mà, ta là bất tử. Ngươi không thể nào thắng được ta đâu. Xem ra ngươi đã kiệt sức rồi đúng không? Bây giờ tới lượt ta. Hay ya. Thảo đâu rồi? Đầu tiên là anh Hiếu, sau đó đến anh Tuấn, giờ Thảo cũng mất tích một cách bí ẩn. Đúng vậy, nhất định có kẻ đã giở trò sau lưng chúng ta. Từ khi bước vào khu rừng này, tớ đã thấy rất là kỳ lạ rồi. Xem ra con quái vật người cây vẫn còn sống. Nó đang chia tách đội của chúng ta ra để tấn công từng người một. Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Bây giờ nó ở trong tối, còn chúng ta ở ngoài sáng. Tớ có ý này. Bây giờ cậu hãy làm thế này. Quái vật người cây, ta biết ngươi vẫn còn sống, hãy mau ra đây. He he he, chỉ có một mình ngươi thôi sao? Ngươi đoán được ta còn sống, xem ra ngươi thông minh hơn mấy đứa trước đã bị ta bắt. Ta không chỉ thông minh hơn đâu, mà ta còn mạnh hơn đấy. Hãy xem đây. Hay ya. Vậy là xong. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể tiêu diệt được ta sao? Cái gì? Tại sao ngươi còn sống được? Mau thả ta ra. He he he, hãy ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta đi. Các ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây cho ta. Đợi ta bắt được lốt con nhóc con người nhện đỏ, ta sẽ ăn thịt các ngươi cùng một lúc. Các cậu có sao không? Bọn tao không sao, sao mà mày tìm được bọn tao thế? Em và Nhung đã bàn nhau, Nhung sẽ dụ con quái vật, còn em sẽ theo dõi nó để giải cứu mọi người. He he he, không ngờ ngươi tự dẫn xác tới đây lộ mạng cho ta. Quái vật người cây kia, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Ngày tàn sao? Ta có tấm thân bất tử, chỉ cần cây xanh còn tồn tại là ta có thể hồi sinh. Ngươi không định nói là ngươi sẽ phá hủy toàn bộ khu rừng này đấy chứ? Hắn ta nói thật đấy chị Thơ ạ. Đúng vậy, tao đã thử tiêu diệt nó hàng trăm lần, nhưng mà vô ích thôi. Không đâu, thật ra hắn không hề bất tử. Ngươi nói vậy là sao? Ta đã thắc mắc tại sao ngươi phải bắt mọi người về đây cho tới khi ta nhìn thấy cái cây khổng lồ kia. Ta đã nhận ra đó là bản thể thật sự của ngươi. Vì ngươi là cái cây không thể di chuyển được, nên ngươi đã phát tán bộ rễ ra khắp khu rừng này, bắt cóc mọi người và mang về đây cho ngươi làm thức ăn có đúng không? Cái gì? Tại sao ngươi lại biết được? Mọi người ơi, con quái vật thực sự chính là cái cây khổng lồ kia. Chỉ cần chúng ta phá hủy cái cây đó thì nó sẽ không thể hồi sinh được.
Được, tiến lên các bạn ơi. Hay ya. Hoan hô, thành công rồi. Đúng là chỉ cần tiêu diệt được cây cây đó thì những bản thể của nó cũng sẽ biến mất. He 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 he. Các ngươi nghĩ chỉ với bấy nhiêu sức mạnh là có thể tiêu diệt được ta sao? Cái gì? Nó vẫn còn sống? Không thể nào, chúng ta đã hợp lực tấn công rồi mà. Đòn đó của các ngươi thậm chí không đủ gai ngứa cho ta đâu. Nói cho các ngươi biết, ta đã từng ăn thịt vô số những siêu nhân như các ngươi rồi. Hơn nữa, ta có khả năng hấp thụ sức mạnh của con mồi. Đợi ta ăn thịt các ngươi, ta sẽ mạnh lên gấp bội. Hãy chết đi, nu nhận con kia. Hay ya. Không ổn rồi, nó mạnh quá. Các bạn ơi, chúng ta hãy triệu hồi Robo siêu nhân người nhận Spider-Man siêu cấp. Được. Siêu nhân người nhận đen, siêu nhân người nhận hồng, siêu nhân người nhận trắng, siêu nhân người nhận xanh, siêu nhân người nhận đỏ. Nhân danh công lý và chính nghĩa, triệu hồi Robo người nhận Spider-Man siêu cấp. Các ngươi còn làm gì thì cũng vô ích thôi. Lũ nhóc con, hãy chết đi. Hay ya. Cái gì? Không thể nào. Tại sao con ngươi có thể đỡ được đòn tấn công của ta? Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Giờ đây bọn ta đã mạnh hơn ngươi gấp hàng trăm lần. Hãy chết đi con quái vật người cây kia. Hay ya. Cuối cùng, quái vật người cây đã bị tiêu diệt. Cuộc chiến của những người nhện nhí tiếp theo sẽ ra sao? Các bạn hãy đón xem trong tập tiếp theo nhé. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.